Xin chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ chia sẻ về tam quyền phân lập. Để hiểu về tam quyền phân lập, tức là ba quyền được phân chia một cách độc lập. Ba quyền đó là gì? Ba quyền đó là lập pháp, tư pháp và hành pháp. Lập pháp là viết ra luật pháp, là đại biểu, các cái đại biểu quốc hội là đóng góp những cái ý kiến tại quốc hội, có thể đưa ra được những cái điều luật phù hợp nhất. Thứ hai là về tư pháp. Tư pháp là dựa vào luật để quyết định, là được thực hiện ở hệ thống tòa án. Còn hành pháp là dựa vào bản án để trừng phạt, thi hành cái bản án đó như thế nào. Thì là do đảng cầm quyền là thủ tướng là người hành pháp. Và nếu như ba quyền này gộp vào là một, thì tức là cái người đứng đầu hay là cái người thực hiện ba quyền này sẽ là một cái nhà độc tài toàn trị và là cái tập quyền. Chúng ta có thể hiểu là nếu mà một người nào đó, người ta vừa viết ra luật, vừa viết ra những cái quy định, rồi là vừa thi hành cái quy định đấy, vừa trừng phạt người khác, thì người ta rất dễ thể hiện trong mình một cái độc đoán, một cái độc tài, đúng không? Vâng, và tiếp theo là đến tại vì sao người ta lại phân chia ra làm ba nhánh độc lập? Ba nhánh độc lập để có thể giám sát cũng như là chế tài lẫn nhau, và để có thể bổ trợ lẫn nhau. Thì cái này dựa trên cái nguyên tắc là khiếm khuyết. Tức là nếu mà thiếu một trong ba cái quyền này thì cái bộ máy không thể vận hành được. Nó sẽ giúp cho hạn chế tối đa cái việc lộng quyền. Và để thiết lập ra ba quyền thì chúng ta cần có điều kiện như sau. Khi không có một đảng nào thâu tóm ba quyền, tức là đảng đa nguyên đa đảng. Cái thứ hai là bản hiến pháp phải chia làm ba nhánh tương đối đồng đều. Cái thứ ba là phải loại phải có tòa bảo hiến. Tòa bảo hiến là loại bỏ những đạo luật, sắc lệnh, hành pháp nó chưa thực tế, nó vi hiến. Thì đó là sơ bộ qua về tam quyền phân lập. Các bạn có thể hiểu ngắn gọn như vậy. Mình sẽ tóm tắt lại như sau nhé. Tam quyền phân lập tức là ba quyền được phân chia một cách độc lập. Ba quyền đó là gì? Lập pháp, tư pháp và hành pháp. Ba quyền này bổ trợ lẫn nhau và không thiếu, tức là không thể thiếu một trong ba quyền này được. Nó luôn luôn hỗ trợ cũng như là giám sát chế tài lẫn nhau. Và cái điều kiện là phải đa nguyên đa đảng để có thể hạn chế được lộng hành. Cái thứ hai là phải phân chia ba nhánh tương đối đồng đều này. Cái thứ ba là phải có tòa lập hiến để xem xét tính thi hành của cái bản vi hiến đó, cái bản hiến pháp đó. Vâng, xin cảm ơn các bạn.